Thông báo đặc biệt, LBK sẽ livestream trên nền tảng mới online.vn với tần suất hàng ngày và có nhiều nội dung cực kỳ phong phú, không chỉ về game mà còn cả bình luận bóng đá thực hoặc các chương trình giải trí khác. Hãy đón xem tại play.online.vn/BK anh em nhé. Hiệp phụ các bạn. Giá quá. Lịch căng quá. Olise thì đá có thể đá được hộ công nhưng mà không phải sở trường nhé. Sở trường là leo biên. 1.150 tỷ. Tầm 1.100. 4 lượt full là tầm 1.100, chưa được 1.200. Chưa được 1.200 tỷ. Có bên nào đó nhỉ? Bundesliga đấy. Bồ Đào Nha đó. CF Mario à? À Rafa, ôi Rafa và Lmao 113 lỗi giá. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? This is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Chia sẻ nha, anh em bấm like chia sẻ thôi. Yes, ngon rồi. Làm phát từ 80 tỷ. Đấy, chơi như tụi Mỹ luôn, nhạc nhảy luôn anh em ạ. Nhạc Andre đã nhảy lên. Cổ tay anh lấp lánh KTA ngay. VTR, MC, E21, EBS và BTB. Chơi. Xin viết xịt rồi, ok chúc mừng em. Có lửa nhưng mà VTR, Akhen và CB, Fazio à? Mẹ biết ngay mà. Ui mấy con kia cộng 5, cộng 6, mẹ nhìn rồi. Fazio, VTA, 8. Brazil. LB mà lại cạc lột rồi, 110, đúng 110.
24 tỷ. Đây là 4 lượt full của vòng quanh thế giới. Thế nào? Lửa không? Có lửa. TS lửa. CB Brazil. Bremer. Đúng Bremer luôn. Và Lacazette. À, Laka RTN 4 Neres 23TS 4 này mất 40 tỷ nhưng được free con Belling 21NG8 ạ. À, Tây Ban Nha Rodri luôn, lại đứng gần bét cày chứ. 20 tỷ. Trung Quốc, tất cả những bài hát này về nhà phim, top nhà phim Trung Quốc là rất nhiều lắm, nó nhiều list. Thay download vào gì? Ừ, download thật ngon hơn. Tiền đạo Tây Ban Nha, Iago Aspar. Chuẩn mẹ luôn. Ô, oh, Goretzka có thể lên nha. Goretzka được này. Aspar 23TS cộng 3. Và Goretzka 23TS cộng 4. Ôi trời, tí ghi bom này bắt đầu thấy full, thấy lác lác đây này. Hiểu lắm. Bây giờ đang làm chặt em. Đang gọi là vì tương lai đất nước nên là các cái thế hệ thanh thiếu niên chúng nó không cho chơi game gủng nhiều. Ôi, BTB này, Pháp này, GK. Oh my god. Areola mà là cây vai nồi, hình như con này không bán được. Ảo thật đấy. Chúng siết chặt ghê lắm đúng không? Game gủng thông tin, lịch sử các thứ. HG Tây Ban Nha, Tô Cống, cộng 3. À không, Bucha, bút mà. Bucha chứ không phải là Tô Cống. Ok thôi. Không phải quản lý như thế thôi. Tránh bị gọi là ô nhiễm đi giới trẻ. Tương lai mầm non đất lươn đất nước. Tuyển Anh, cánh trái. Đừng rách nhá. Mà đó là, da đen, đúng rồi. Rashford là có nên vợt không nhỉ? Rashford có nên vợt làm phát đập không nhỉ? 111 hình như có phôi đấy. Hình như mình có phôi. Rashford hình như mình có phôi đấy. À đâu, con vừa rồi là con chỉ số 92 là 107 đúng không? 92-07, con bây giờ 103 và 80 85 à 88 nhé. Thì một năm nữa sang đấy du học hả? À? Ok. Mario ơi. Sang đấy học thì thoải mái mà, chả sao đâu mà. Chẳng qua nhiều định kiến rồi. Mario EVS 8. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. Ôi, ICB. Chắc là Nesta. Chọn mẹ luôn. Bom đầu tiên của dòng thứ hai, Nesta Icon. Ở lâu rồi. Lâu rồi thì Garena không cho mấy cái sự kiện này. Khả năng cấp lại. Có lửa. Tuyển Anh, CB, Maguire. Mắc hài 16 tỷ. Có hàng ngay. Max 2 Best World Cup cộng 5. Thanh niên vừa bị què. Có lửa à? Pháp RB Pava. Đúng Pava 28 tỷ cơ. Hàng đúng là hàng sắp về MU khác. E218. Hình như con này không bán được sao? 109.
công nhận cụ cha giá rẻ quốc dân nữa. Brazil CMA, đây là con này, cà C cộng 3, cà C 2, cà C 2, 23 TS cộng 2. Có lửa. Tuyển Anh cánh trái à cánh phải, Beckham, Beckham, Beckham. Bách có khi đập được nhỉ? À không được, 110 ấy rồi. Bách thắm HG 2 Dybala, đúng không? Dybala 23 TS cộng 2 luôn. No 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 no. Đang đau đầu, ok. Breaker có lửa. Hàn Quốc à, đây rồi, Min Jae rồi, Min Jae mà cộng 3 đấy à. Con này nếu mà cộng 5 mình bán luôn được nhỉ, con này cộng 5 bán luôn được thì phải, hình như được đấy. Min Jae 22U cộng 3, hình như về Phang cộng 5 con này được này. Lửa Modric à? Cộng 4 luôn á, ui căng đấy. 114 phôi, à có phôi 114 được, có đây rồi. Nó chính là phôi để đập cho con hàng Rashford đây rồi. Được. Nó đây rồi. Phôi 115 và 4 114. Ok bye Huy nhé. BTB Ý CB ST, tôi bảo mẹ rồi, ý ST còn gì, Inzaghi à? Ui, quàng lá, như nổi vậy. Quàng lá, BTP. My help, my help, my help, my. Cáp Tây Ban Nha CB Macano hay là đúng Macano luôn. Mở 97 ra đúng 101 à, cũng đẹp. Macano cap chụt hơn 70 anh em, 70 người đã chờ đến giờ khắc này. Ui Nhật Bản thôi xong rồi. Đúng rồi, này con là gì nhỉ? Con này con HC Bình Be đúng không? HC Bình Be lại áo. Ôi ôi cay tươi nhỉ. HC Be cáp 8 ta xem thôi. Gói 98 củi. 98 này củi quá. Lại Nhật lại Bình Be. Nhiều Bình Be quá. HC Bình Be nhân 2. Toát. Toát rồi. Hóa ra có lửa rồi. Tuyển Anh cánh phải à? Chuyện này cánh phải là dõi câu đúng không nhỉ? Yes. Ui 1.300 tỷ. Ngon rồi. Chống chống rồi, chống rồi. Chụp tí ảnh ngay, chụp tí ảnh ngay. Dõi câu như mình chưa có đấy phải, chưa có ảnh. Dõi câu như chưa có ảnh xem nào. Dõi câu đúng rồi, dõi câu CFA 8 chưa có. Phê lòi, phê lòi. Dõi câu CFA 8 đấy. Chúc mừng anh em nhé. Chúc mừng các bạn đã được ngồi đến chứng kiến đến giờ khắc này. Ngồi đến giờ phút này để nhìn thấy một con hàng ngon quá nổi của Chelsea. 1.300 tỷ. 73 anh em. 73 dân chơi vẫn đang ngồi đến lúc này và bạn đã nhìn thấy, chứng kiến giờ phút này, chứng kiến cái khoảnh khắc này. Tiếp nào. Giờ là thêm tuyển Ý, Bồ Đào Nha, quên Bồ Đào Nha này hơi lởm. Ý với lại ấy, bờ biển Nga. Ôi trời ơi, Tú à. Lại báo đen rồi. Báo bao nhiêu rồi? Báo bây giờ là 100 tỷ. Tôi cần bờ biển Nga, tôi cần Ý, cần Hà Lan, cần Ghana cũng ngon. Báo.
đến tới chữ thứ 8 CB á, vẹt tông hay Toby? Vẹt tông Toby à? Toby. Ôi giời ơi các anh mình ơi. Đức L với sự Bremer à? Hay là Gunter gì nhỉ? À Hector, Hector mà Hector như là lúc đầu tiên cũng mở ra đây phải Hector. Đúng mẹ luôn, Hector EPS8. Vẫn hốt, mày vẫn hốt, mở này hốt lắm. Yeah. Yeah. GK, mẹ nó Fabianski à. Fabianski, trời ơi, toàn mở đúng 99 đấy. Fabianski. Em xin con Brazil ST, Hà Lan CF hoặc là con tuyển Anh RM. Nó lừa bây giờ lại lừa. Linh tư trăm linh năm nè, trăm linh tư trăm linh năm nè. Con đầu tiên cờ ý CB, đừng bảo rằng con Chiellini nhá, mày Chiellini lỗi giá chán lắm. Bà đây xí đấy, không min nhá, max luôn. Đúng rồi, buôn kiếp là anh em đấy, buôn kiếp là anh em. Thằng yêu á, Bà Rê Si Cap max ra chỉ số luôn. Này nặng đấy, cái cú ra đòn của gà rán này rất đau. Con đầu tiên đi nhanh thôi anh ơi, đói rồi, đi nhanh lên nào. Bồ CF à, LCDO. Con này được tầm 600 tỷ không? Hợp lý. Ngày xưa là 900 tỷ nhưng bây giờ còn có 600 thôi. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Cụ LC BTB nói hợp lý rồi. Nick này mở ổn đấy, nick này mở quá ổn luôn. Chút bồ rồi, bồ ST à, bồ RW chứ, bồ RW phải khác hơn. Bồ CF Pháp CDM thôi bỏ mẹ rồi, Vieira hay là Pogba Kanté. Ôi trời mẹ ơi, con này bán được không nhỉ? Kanté 500 tỷ nhưng không bán được sao? Kankute chỉ số 120 nhưng mà giá hơi cao.
Bồ. Ui dồi ôi, Candy à. Đây mẹ cà hồng hỏi hồng à. Candy như có 300 tỷ hay 208 gì đấy. 207 ơi giời ơi. King Candy. Thôi cũng được. May là mở những con kia ngon rồi. Rồi tổng kết tổng kết. EUC là cháy hàng này. Cancute 5 con giá min. Đăng lít 300 tỷ. Và Joy câu 1.400 được. Rồi chốt lại nào. Chúng ta sẽ tính là được 2.000 tỷ trước đấy nhá. 2.000 tỷ cộng với lại tầm khoảng 600 tỷ nữa ngoài này chúng ta chưa bán được đây. Hơn 600 tỷ. Hơn 600 tỷ ngoài này nữa này. Tầm 700 đây, 2.007 này. 2.007 cộng con này bán tầm khoảng 1.300 đi. 1.300 bay. 1.300 là tầm khoảng nếu mà bán đi trừ thuế chắc là tầm 1.000 tỷ. Tức là được tầm 3.007 rồi. 3.007 với lại dàn này vào thì nó sẽ thu được tầm khoảng 3.007, 4.006. 4.006 với thêm đống dưới này nữa. 5.000 tỷ. Tầm khoảng 6.000 tỷ. Nếu bán sạch sẽ đi thì chắc tầm 6.000 tỷ. 6.000 tỷ. Nếu bán gắt hơn tí thì con này có thể bán cao hơn một chút. Được, nói chung được nha. Nice. Được của nó đấy. Và mở sạch 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 như nhỉ, hết sạch rồi đúng không? Sạch sẽ. Đấy. Như vậy mở sạch sẽ với 4 lượt full 25 củ thu được tầm khoảng này. Lấy bao nhiêu nhỉ? 4.000 tỷ hay là 5.000 tỷ đúng không? À đúng, 6.000 tỷ chứ đúng không? Mình mở 6.000 này. Đấy, tầm 5.000 6.000 tỷ đây. Ok. Nãy anh bảo nhau 5.000 hay bao nhiêu nhỉ? Bảo Chân nhớ không? Anh ấy bảo 5.000 hay 6.000 tỷ nhỉ? Quên. Vừa nói xong anh lại quên, anh vừa tính lại là số tiền Việt là 25 triệu. 25 triệu và thu được tầm 5.000 à? Dính phôi nữa. 6.000 tỷ đúng không? À. 6.000. Rồi bây giờ đập thẻ, quên mất. Bây giờ vào. A few minutes later. Bảo vệ không nâng cấp lại. MU 2 sáng. 1. 2 sáng luôn này. Ui, mẹ nó xịt mất. Chỉ đầu nhưng mà không ăn thua. Ôi, niềm vui gần như ngon. Thiếu tí, niềm vui còn thiếu tí nữa. Gọi là niềm vui cho quản đích. Thiếu một chút nữa để trở thành trọn vẹn hơn. Thôi không sao, như thế đủ rồi. Cảm ơn anh em nhé. Đến đây thì buổi livestream của LBK xin kết thúc. Với một quản đích là 4.000 vé, 25 triệu Việt Nam đồng. Tổng thu hơn 5.000 tỷ. Tổng thu hơn 5.000 tỷ dành cho quản đích gọi là 25 củ này. Tức là tỷ lệ một ăn đến tận bao nhiêu nhỉ? 200 à? Hơn 200. Một ăn hơn 200. Đó là như vậy nhá. Cảm ơn mọi người. Chúc anh em một đêm an lành.